Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện Việt Nam tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cùng với 63 tỉnh thành trên cả nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện Việt Nam tỉnh tổ chức truyền thông lưu động ở các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi địa phương có một đội tuyên truyền lưu động. Sau lễ phát động, đội tuyên truyền lưu động đồng loạt diễu hành qua các trục đường chính tuyên truyền về các chế độ bảo hiểm xã hội hộ gia đình và lợi ích tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu là 218.796 người, chiếm tỷ lệ hơn 37,1% so với lực lượng lao động. Số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ hơn 85% dân số.